Nathalie bị bố gọi khuyên hãy dừng lại nhưng nhất quyết cãi lời, hết Cao Thái Sơn tới Xuân Lan. Sau cuộc chiến đọ siêu xe, Nathalie ngày càng chăm livestream hơn hẳn. Bằng chứng là trong một ngày 23 tháng 4, anh đã lên sóng tận 5 livestream, đa số đều dành để bóc phốt, bới móc hoặc dọa kiện những nghệ sĩ khác. Cũng trong tối 23 tháng 4, khi đang lên sóng trực tiếp, bố của Nathalie đã gọi để khuyên nhủ con trai nên dừng lại. Thế nhưng, Nathalie lại phản ứng gắt gao, con sẽ không dừng lại, con vẫn đang làm những điều đúng đắn. Tại sao phải dừng lại, con không quan tâm người khác nghĩ gì. Nam ca sĩ nhấn mạnh đây là cuộc đời của anh sẽ gọi điện lại cho bố sau. Hiện tại, ngoài đối đầu với Ngọc Trinh, drama của Nathalie còn có thêm những nghệ sĩ khác như Cao Thái Sơn, Xuân Lan. Dù liên tục phát ngôn sốc nhưng nam ca sĩ vẫn khẳng định không tạo scandal mà chỉ đang đáp trả lại những điều mình thấy không hài lòng. Những ngày qua, ồn ào Ngọc Trinh, Nathalie gây xôn xao cộng đồng mạng. Drama lên đỉnh điểm, Cao Thái Sơn bất ngờ lên tiếng bênh vực nữ hoàng nội y khiến ồn ào sẽ sang hướng mới. Nathalie liên tục chửi bới, phanh phui quá khứ đầy vết nhơ của Cao Thái Sơn. Họ Cao cũng gay gắt không kém, thông báo chuẩn bị xong hồ sơ khởi kiện đối phương. Cho tới sáng nay 23 tháng 4, Nathalie live chim tố ngược đàn em. Nam ca sĩ cũng thông báo khởi kiện cả Cao Thái Sơn và quản lý của Ngọc Trinh. Riêng quản lý Ngọc Trinh đòi bồi thường 30 tỷ. Khi drama Nathalie đang là tâm điểm chú ý, cựu mẫu Xuân Lan có bài đăng vu vơ trên mạng xã hội. Cụ thể, vào chiều 23 tháng 4, Xuân Lan chia sẻ hình ảnh hai tác phẩm văn học nổi tiếng là Số Đỏ và Làm Đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Cô đính kèm dòng chú thích, thời của Vũ Trọng Phụng sống lại rồi. Dù không chỉ đích danh ai hay sự việc gì, nhưng bài đăng giữa thời điểm showbiz nóng hừng hực của Xuân Lan nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không lâu sau đó, Nathalie bất ngờ livestream tỏ thái độ tức giận, dọa phanh phui mọi chuyện xấu của Xuân Lan. Gọi Xuân Lan là con, Nathalie cho biết cô là người cả khi anh từ những ngày đầu về nước. Lala Xuân Lan là một trong những đứa cực kỳ xấu tính và bẩn tính trong showbiz này. Còn Lala anh không coi là thứ gì hết, trình gì so với anh. Lala, tao nói cho mày nghe, những gì mày đã làm với tao, tao sẽ cho mọi người biết hết. Lala, một con ngu dốt, một con bẩn tính, bẩn tiện, dìm tao khi tao mới về Việt Nam. Mày chả là cái gì, mày nghe cái giọng của mày đi. Xuân Lan, mày không hay ho gì đâu. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng nói thẳng với chân dài. Mày muốn tao bóc mày không? Bóc mày giật chồng của người khác không? Xuân Lan, thậm chí, Nathalie còn tiết lộ Xuân Lan từng gọi điện dọa đánh anh, chơi xấu Phi Thanh Vân. Trước tố cáo của Nathalie, Xuân Lan chia sẻ rằng, tôi đang bận làm show cho ngày 1 đến 2 tháng 5 tới. Tôi cũng sẽ không để tên của tôi cho ai gắn liền với tên của họ hết. Có những người bây giờ họ đang rất thích có một cái tên để lôi vào. Nhưng giờ tôi bận, để cho tôi tập trung làm việc chuyên môn cho tốt.